Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Diễn Lương Kính sẽ chia sẻ cho toàn thể quý vị và các bạn cũng như là anh em thợ. Rất nhiều anh em thắc mắc hỏi Diễn là một cái bộ cửa nhôm thủy lực, khi mà chúng ta bình thường nếu mà anh em lắp những cái bộ mà không có phào thì không vấn đề gì, nhưng đối với những cái bộ cửa mà nó có phào thì rất nhiều anh em thắc mắc Diễn là anh Diễn ơi, tại sao những cái bộ cửa mà em lắp cửa mà nó liên quan đến cái phào ấy thì cũng không, anh em thắc mắc là không biết là cái kích thước, cái độ dày của tường bao nhiêu để chúng ta có thể lắp được phào đó. Và trả lời rất là nhiều những cái câu hỏi của anh em, thì hôm nay Diễn lên một cái video để chia sẻ chi tiết từ A đến Z cái quy trình cũng như là cái cách tính của anh em để khi mà chúng ta lắp đặt một cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin đối với cái tường dành cho tường 20. Và bộ cửa này thì hiện tại là Diễn đang cắt một cái bộ mẫu lên hoàn thiện như thế này rồi đó, và Diễn sẽ chia sẻ sâu hơn một chút cho anh em. Đối với cái mặt cắt của cái nhôm Owin thì chúng ta có thể thấy là nó có hai cái phào hai bên này đó, hai cái phào hai bên anh em nhá. Thì thông thường đối với tường 20 ấy thì cái bản đây là bản nhôm, là bản 20 phân này, nếu mà chúng ta không ốp phào thì chúng ta sẽ không có hai cái chân này anh em nhé. Cái chân này thì Diễn gọi là cái chân để giãn phào. Giãn phào là mục đích là khi mà anh em ốp cái cây này vào tường, thì thông thường đối với cái tường 20 chúng ta hay gọi là tường 20, nhưng mà cái chiều dày của tường thì nó vào khoảng 24 đến 26 phân. Đó thì anh em có thể thấy là khi mà Diễn ốp hai cái cây giãn phào này vào ấy thì cái độ dày của nó đã lên được 24 phân rồi. Đó, và đối với những cái tường dày, độ dày khoảng 26 phân thì chúng ta sẽ phải giãn thêm cái cây phào này vào anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ ốp thêm cái phào này vào. Rồi, đó. Đối với cái tường 27 hoặc là 28 phân thì anh em sẽ kéo cái này giãn ra cho Diễn này. Đó, chúng ta sẽ kéo giãn cái phào này ra để cho nó đủ cái độ dày của tường là 28 phân. Rồi, anh em có thể thấy là Diễn kéo ra thì nó đã được khoảng hơn 28 phân rồi. Và đối với những cái tường có chiều dày có thể dày hơn nữa thì chúng ta vẫn có thể là ốp nó dày hơn được anh em nhé. Đây, và Diễn chia sẻ tiếp với anh em là cái mặt cắt của cái nhôm Owin này nó có thiết kế rất là thông minh này. Cái chân này là cái chân mà để chúng ta khi mà anh em thiếu, nếu mà thiếu tường nó thiếu ấy, thì cái chân này nó vừa với cái cây lá hộp mỏng. Cây lá hộp thì nó có sẽ chiều dày như thế này. Nó dày được khoảng 8 ly đến 1 phân. Thì khi mà anh em thiếu, nếu mà thiếu tường nó thiếu thì chúng ta sẽ ốp tiếp cái cây lá hộp vào đây. Và chúng ta sẽ, anh em sẽ đặt cái cây lá hộp nó ôm vào cái chân này, cái rãnh này. Và chúng ta sẽ ốp tiếp cái cây lá hộp vào đây anh em nhé. Đó. Đối với cái tường 20, khi mà anh em lắp cái cửa nhôm thủy lực thì chúng ta ốp thêm cái phào này vào thì nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Đây. Đó, Diễn sẽ đặt cái mặt này lên cho anh em cùng xem, quý vị cùng xem nhé. Đó, đây là một cái mẫu góc khi mà Diễn ốp. Đây là cái cây khung bao chạy xung quanh cái bộ cửa này. Và cái cánh thì khi chúng ta lắp vào thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đó, và bên ngoài chúng ta nhìn cái phào ở đây, và nó ốp thêm cái giãn phào này. Nhìn cái bộ cửa của chúng ta lên nó rất là đẹp quý vị ạ, rất là bệ thế. Và cái phào của Owin thì nó có thêm cái phần lượn sóng ở trên cái mặt của cái phào này, thì chúng ta nhìn nó sẽ có điểm nhấn hơn. Đó, và chia sẻ tiếp với quý vị là cái bản cánh của nó thì hiện tại là cái bản cánh Diễn đang có hai phiên bản, một là bản 18 phân và một là bản 14 phân quý vị nhé. Đây là chiều cao của cánh Diễn đang đo được là 18 phân. Đó, và cái hiện tại thì cái bản cánh này nó có một loại 18 và một loại 14. Và cái bề dày này của cái phần cánh này là 6 phân anh chị nhá. Đó. 6 phân là lộc phát đấy. Đó, và trên những cái góc của cái thanh cái nhôm Owin thì công ty chúng tôi luôn luôn là trang bị những cái tem đồng này quý vị nhá. Lên bộ cửa thì nó rất là sang trọng. Đó, và anh em có thể là nhìn từ cái mặt chính diện từ trên xuống đây. Mặt chính diện từ trên xuống này thì chúng ta mới nhìn thấy nó phô Diễn được hết tất cả những cái đẳng cấp ở trên một cái bộ cửa. Đó, phào giãn ra giãn vào này. Đó, và trên cái thanh cánh này sẽ có hai cái nỉ này. Đó, và cái vị trí chúng ta bắt cái ngõng này thì độ dày của nó là nó khoảng 2 ly rưỡi, 2 ly rưỡi đến 3 ly. Và trên cái thân của cái thanh nhôm này thì tiêu chuẩn độ dày là 2 ly rồi quý vị nhá.
Đó, và cái thanh nhôm Owin thì có tích hợp thêm cái gân này này. Đây là một trong những cái gân rất là quan trọng quý vị ạ. Đây là một trong những cái gân rất là quan trọng để khi mà chúng ta ép cái cánh cửa lên, nó cái bản nó to, nó khỏe. Đó. Tăng cường thêm một cái thanh này thì sẽ nhôm nó sẽ tốn hơn, nó nặng hơn, nhưng mà ngược lại là nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều so với các cái hãng nhôm ở trên thị trường. Ở trên thị trường thì không có nhiều hãng nhôm có cái thanh gân này. Đó, và chia sẻ tiếp với quý vị là cái đây là cái nẹp sập của nó. Đây, cái nẹp sập khi mà anh em lắp kính thì chúng ta sẽ tháo cái nẹp sập này ra anh em nhé. Đó, tháo cái nẹp sập này ra, khi mà chúng ta đặt kính vào chúng ta sẽ đóng cái nẹp này lại. Đó. Mặt cắt nhôm Owin, một trong những sản phẩm rất là đẳng cấp quý vị. Đó, và cái phào này thì Diễn chia sẻ tiếp với anh em thợ là cái phào này chúng ta có thể là tích hợp được rất là nhiều các cái hệ nhôm ở trên thị trường. Đây. Cái phào này thì đối với cái hệ nhôm như anh em có thể lắp vào cái hệ nhôm sinh pha nhập khẩu này, hoặc tất cả những cái hệ vắt cạnh thì anh em đều dùng được cái phào này nhé. Phào này thì chúng ta sẽ bắn trực tiếp vào cái thanh nhôm, cái khung bao, và chúng ta sẽ bắn cái chân phào này, cái giãn phào này. Và đối với cái tường nó dày thì chúng ta sẽ giãn ra giãn vào bởi cái cây lá hộp, bởi vì là cái cây lá hộp thì nó sẽ bằng với cái chân phào này, thì khi mà anh em ốp lá hộp vào thì nó rất là ăn khớp nhau. Đó, chính vì thế là cái sản phẩm nhôm Owin là một trong những cái sản phẩm mà Diễn nghĩ chia sẻ đến anh em thợ cũng như là quý vị và các bạn, chúng ta có thể có thêm những lựa chọn, bởi vì là nhôm Owin là một trong những sản phẩm nhôm tiêu chuẩn Đức, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Đó, và rất nhiều anh chị khách hàng trong năm 2022 đang lựa chọn cái sản phẩm nhôm Owin làm một trong những cái sản phẩm để trang bị trong những cái căn nhà của anh chị, những cái hệ nhôm hoàn toàn mới năm 2022. Đó, và anh em thợ nếu mà chúng ta có nhu cầu muốn gia công thành phẩm, hoặc là anh em muốn nhập nhôm Owin về để sản xuất, thì anh em có thể liên hệ tới số hotline của bên công ty Diễn. Ở số hotline thì công ty Diễn là hiện tại là có chạy ở phần bên dưới chân màn hình. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn nhập nhôm về để sản xuất, và nếu mà anh em không có máy móc, chúng ta vẫn có thể là đặt được một cái bộ cửa, công ty Diễn sẽ gia công thành phẩm và giao hàng toàn quốc cho anh em thợ. Đó, và rất nhiều anh em thợ trong thời gian qua cũng đã đặt hàng bên công ty Diễn, và anh em cũng quay lại đặt hàng rất là nhiều, bởi vì là bên công ty Diễn gia công thì rất là chuẩn chỉ và chính xác rồi. Chính vì thế là anh em đưa về lắp đặt thì rất là yên tâm. Và công ty có những cái video hướng dẫn rất là chi tiết cái quy trình lắp đặt cho anh em rồi. Chính vì thế là chúng ta không cần máy móc thì chúng ta cũng vẫn có thể sở hữu một bộ cửa để lắp đặt cho khách hàng. Đó, và anh em ở khu vực miền Nam chúng ta có thể là đến tổng kho nhôm Owin tại địa chỉ là số 289 đường Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và anh em ở khu vực miền Bắc thì chúng ta có thể là đến địa chỉ tại số 332 đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đó, và quý vị, anh em thợ nếu mà thấy video Diễn chia sẻ hữu ích tuyệt vời thì vui lòng tặng Diễn Nhôm Kính xin một like ở bên dưới. Quý chị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ like và đăng ký kênh của Diễn Nhôm Kính để cập nhật được những cái video hot mới nhất năm 2022. Rồi, xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Tôi là Diễn Nhôm Kính.